Rồi bây giờ trở lại chương trình sẽ mời Chuông Bạc Vung Cổ 2021 nữ nghệ sĩ Đỗ Ngọc Viên. Anh Nước ơi, trước khi hát bài Chị Sông Lô thì một lần nữa cho em cùng với nữ nghệ sĩ trẻ đẹp gửi đến đại gia đình mình cũng như gửi đến anh lúc trích đoạn cải lương Nguyệt Hộ Vương. Dạ chào bà. Kìa, ông là ai? Dạ thưa bà, tôi chỉ là gã ăn mày khốn khổ. Một gã ăn mày khốn khổ? Vậy ông cần gì? Bát tiền hay cơm gạo? Tôi tuy là gã ăn mày độc đường xó chợ, nhưng hôm nay tôi đến đây không phải dụng ý khắc thực hàng ngày. Vậy chứ ông muốn gì? Tôi muốn được nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng thương nhớ. Gã ăn mày hỗn láo, ngươi là ai? Ngươi là ai? Đây, bà hãy dành cho rõ gã ăn mày hỗn láo này là ai. Hả? Trong báo anh vẫn còn sống. Dương Thảo Lan. Bảo ơi, em dân anh chưa tới gần. Tại sao? Tại sao em cố tránh mặt anh? Tại sao là Dương Thảo Lan? Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quê nên đành phải quay lưng cuối mặt trốn chạy người xưa. Để cô quên đi chuyện tình nhân trái, cho dù lòng em vẫn còn thương còn nói dối thì tại làm sao khi vừa gặp lại nhau mà em chẳng vui mừng. Xin anh hãy coi em như người bội phận. Tại sao? Tại sao? Cầm giam trong ngục tù tâm tôi cứ sợ cứ lo cho người tôi yêu năm chờ tháng đời. Sợ từng cơn gió riết, sợ lúc trời đổ mưa giông là mãi lờ cộng mùi tâm mắt biết em xanh tóc mây và dười dài rứt con tim làm cho ai kia ngày ngày mòn mồi nhớ thương đêm canh dài tắt đèo tiếng đời quá lạnh lẽo chốn cô phòng. Trần Bảo Thảo Lan ơi, nàng là hơi thở đời ăn là giọt máu giữa tim hồng, chưa được chẳng rơi đoàn nát tan thân xác nhưng đâu bằng vai rất ở tâm. Tôi nóng lòng vì muốn gặp lại cô nhân nên sau khi tốt chết tôi trở về đây tìm người.
trần bầu. Một con thú nữ bên sông dài ngày giặt lúa mà nay bốc lên thành tổng đốc phu nhân. Bà ơi, cho đến nay tôi biết tôi đã lầm đi xây lầu và yêu đương ta. Bảy cái tôi cứ tưởng khổ sầu đã làm cho bà tàn phải nhan sắc, ngờ đâu bà vẫn vui cười trên gấm lúa vàng son. Anh em cảm ơn đại gia đình rất là nhiều.